giờ đi ra ngoài hay ra chòi, ra chòi. Bây giờ đây xa không? Anh Lâm ơi, vâng 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 vâng, mặt đất bắt đầu được à. Chuẩn bị xuất đây này nhỉ? Đúng rồi, những con này bình quân bao tiền một con đấy? Anh nó xuất ra thì bao tiền con? Cái này á, này nếu giao tỷ thì 200-300 ngàn thôi. Đẹp quá nhỉ? Cái giống này đi. Có mẹ nằm ở dưới đất này luôn á? À. Đây ăn nó tấm rồi. Đều cho nó dậm cho nó lên màu. Không ăn hóa chất mà giao cho mấy em. Anh cho tôi, anh cho tôi tương lai. Hai con cá này to lắm. Con này nó lớn lắm. Số này em có thể mình giao cho tầm kiếm. Ngoài nó là đô la. Úp. Chưa nhá. Rồi, lần đó. Rồi, đúng rồi.
trăm lên bốn như vậy là được, còn đằng sau đấy là trừ đi còn lợi nhuận đúng không, trừ hết cái chi phí đi thì còn lợi nhuận. Đây xong rồi ép vào đây thì mới bắt được nó. Lấy thao đưa em xúc để hai ba con cá bự xúc ngang luôn á. Phải có cách chứ. Chứ nó tặng lãng với sao dưới đó. Chạy trốn luôn không ra hôm qua. Không thốt mà y như chỗ bị y như chỗ luôn á. Hôm qua ông chơi ông dắt ao hả? Hôm qua tháo ao nắng đó. Hôm qua chị dân chứ ghé. Để pha đi đây, mấy anh quay. Từ từ đó để quay đó. Cái gì ta? Này cá Nam Dương. Nó dẹp. Vàng con hay con cọ. Xúc đại cái đi. Ít thôi, vừa thôi. Thôi được rồi, đổ bớt cho đi. Cho ra bớt chừa mấy lớn lại. Thôi được rồi, được chặn quá. Hát bớt mấy nhỏ ra đi. Hát bớt mấy nhỏ, chừa 3-4 lớn đó đi. Tuần sau đi bù đớp. Báo làm xong hết rồi. Lần này đi chắc 4 ngày quá. 4-5 ngày lên xử lý nước rồi luôn. Của men của anh kia. Cái đó được rồi, đem đây. Năm nay này năm nay bước cái cầu đẩy lên nó dễ. Đem lên trên luôn mới được chứ. Cho anh ngồi đi, lấy cái ngồi nhé. Anh cứ để đây đi. Đây, anh tùy theo chở thấp à. Anh cứ chỉnh đấy bình thường nhé. Rồi, đó, đây. Không, lấy góc này nhé. Chở thích nhiều khi anh thích màu nào, em cho màu đó. Đen nhiều hay là đỏ nhiều đúng không? Đúng rồi. Thấy cái độ dài của nó, đem quay cận thì ai cũng không biết đâu. Rồi, tiếp đây. Con này là hiện giờ nó 62, có hơn. Rồi, ok.